người thân khóc thương chàng phi công tử nạn. Trung úy Nguyễn Văn Tùng, 25 tuổi, ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa là một trong ba phi công tử nạn trong vụ rơi máy bay EC130 ngày 18 tháng 10. Thời điểm xảy ra tai nạn, Trung úy Tùng và Trung úy Đặng Đình Duy, 25 tuổi quê ở Hà Nam, đang thực hiện phần thực hành bay dưới sự hướng dẫn của Đại úy Dương Lê Minh chiều 19 tháng 10, sau khi thi thể ba phi công được đưa xuống núi Dinh, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, xe cấp cứu đã đưa các anh về thành phố Hồ Chí Minh. Sự ra đi bất ngờ của Trung úy Tùng khiến người thân trong gia đình bàng hoàng đau xót. Họ luôn hy vọng đây chỉ là sự hiểu nhầm đáng tiếc, rồi ngày mai chẳng phi công lại trở về trong vòng tay gia đình thực hiện ước mơ giang dở. Thế nhưng hy vọng của những người thân yêu của Trung Úy Tùng đã không thành sự thật. Chiều nay, bố mẹ, họ hàng và bạn bè đến đón thi thể của anh từ núi sinh trở về. Quá đau đớn trước sự ra đi của em trai, chị Nguyễn Trang, 28 tuổi, viết trên trang cá nhân. Em trai bé bỏng của chị, em chỉ đùa với bố mẹ, chị và mọi người thôi phải không? Về đi, về với bố mẹ đi em nhé. Chị yêu em hơn chính bản thân chị. Em biết điều đó chứ, Cả ngày hôm nay, chị và mọi người ở chùa cầu nguyện cho em. Bố mẹ và bạn bè đang trong đó đón em cả rồi. Ai cũng khóc sưng mắt vì em rồi đó, em biết không? Người chị chia sẻ em trai của mình rất ngoan, sống tình cảm với bố mẹ và người thân. Tùng thích những món ăn ngon mà chị nấu. Vì đặc thù công việc, học tập, chàng trai không có nhiều thời gian gần gũi với bố mẹ nên anh luôn trân trọng những giây phút bên gia đình. Lời tâm sự của chị Trang khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Người bạn của chàng phi công có nickname Trần Khánh Linh viết Anh đã bỏ mọi người đi thật rồi. Đến giờ, em vẫn không dám tin đó là sự thật. Anh bỏ lại nhiều điều còn răng dở quá tùng à. Mọi người sẽ nuốt nỗi đau vào trong, cố gắng bình tâm để anh ra đi thanh thản. Em gái chào anh, mọi người sẽ luôn nhớ về anh. Chàng trai 25 tuổi, được bạn bè nhận xét là người hiền lành, sống tình cảm. Từ nhỏ, anh có tiếng là đã bóng rất giỏi. Một người bạn thân của Tùng cho hay, Tùng rất ngoan, gia đình có điều kiện, nhưng cậu ấy không ăn chơi, lại sống chan hòa với bạn bè. Nghe tin dữ, hàng xóm láng giềng đều tiếc cho bạn ấy vì ra đi khi còn quá trẻ, chưa lập gia đình. Chị Nga, bạn của Trung úy vừa hy sinh cho biết, chị không tin vào tay mình khi nghe tin dữ. Người bạn này nói, Tùng sống tốt với mọi người. Những ngày đi học không được về phép, Tùng luôn nhờ người thân chăm sóc bố mẹ và gia đình ở nhà. Cũng theo chị Nga, hiện tại, bố mẹ Tùng có mặt tại Bà Rịa Vũng Tàu để đón con trai về nhà vào ngày 21 tháng 10 tới. Chị gái ở nhà lo hậu sự cho em trai. Một người hàng xóm buồn giàu cho biết, hiện tại thì họ hàng, bạn bè và hàng xóm tập trung rất đông tại nhà trung úy phi công, một không khí tăng thương đang bao trùm ngõ nhỏ tại Thanh Hóa. Quý vị và các bạn thân mến, trên trang Facebook của Trung úy Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1992, phi công vừa hy sinh trong tai nạn máy bay rơi tại Bà Rịa Vũng Tàu. Nhiều người không khỏi ngàn lòng khi đọc lại những dòng tâm sự anh gửi mẹ của mình. Nguyễn Văn Tùng là người cá tính nhưng sống rất tình cảm. Anh là con thứ hai, là con trai duy nhất trong gia đình mà bố mẹ làm nghề kinh doanh. Tùng có một chị gái cũng đã lập gia đình, sống tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trên trang Facebook của Tùng nhắc nhiều đến hình ảnh người mẹ khéo léo, tần tảo, đảm đang, nấu ăn rất ngon và hết mực yêu thương các con. Lần nào về thăm nhà, tùng cũng đều được mẹ tận tay chuẩn bị những món ăn ngon. Lúc còn sống, chàng phi công trẻ này thường thích nhất những đồ hải sản như tôm, mực, ghẹ. Đồng những dòng tâm sự thầm kín mà tùng gửi bố mẹ trên Facebook, năm nào nhiều người không thể cầm được nước mắt. Lại xa nhà nữa rồi. Đây là năm thứ năm đối diện với cảnh này. Mà sao không thể cười thật tươi Lên xe vào nhà Trang Thật sự thấy rất buồn Buồn vì xa nhà chỉ là một phần Cái mà buồn nhiều là mình đi rồi Tối đến chỉ có mình bố và mẹ ở nhà Thương lắm bố mẹ ơi Nhưng con là con trai Nên chẳng bao giờ thể hiện ra cả Lúc còn sống Tùng rất thân với mẹ và chị Nhiều bạn bè còn tỏ ra ghen tị Vì Tùng với mẹ thân thiết như bạn bè Nhưng dòng tâm sự cách đây không lâu Nhân ngày kỷ niệm 8 năm vào quân ngũ Tùng đã từng viết ngày 3 tháng 9 năm 2009, 3 tháng 9 năm 2016. 7 năm trước là cái ngày nhập ngũ và cũng là cái ngày nhớ nhà gia diết nên mình đã có một quyết định táo bạo, mua vé tàu, trốn ra ga, đào ngủ, bỏ về nhà. Lần đó chẳng may bị phát hiện, đã bị bắt về phơi nắng cột cờ khoảng 5 tiếng dưới cái nắng Nha Trang. Ngay sau đó, bố đã phải bay vào Nha Trang để gặp và định hướng lại về công việc và tương lai của mình. Ở nhà, thì mẹ quá xấu với quyết định này nên đã lăn ra ốm không tin là thằng con dại của mình nó lại manh động như thế nhưng mẹ à con xin lỗi vì con nhớ mẹ nhớ nhà quá nói thế thôi nhưng để lính vui lắm nhé cứ nhập ngủ đi là biết những dòng tâm sự cuối cùng của tùng trước ngày ra đi chị gái tùng từng tâm sự nghề phi công là niềm đam mê của cậu em năm 2012 lúc gần tốt nghiệp không chỉ tùng mà cả ba mẹ chị gái cậu đều rất vui mừng chờ đón thời khắc cậu chính thức trở thành phi công được bay trên bầu trời những lời động viên của chị gái trước giờ bay đầu tiên của cậu em những tin nhắn nhớ mong chờ đợi ngập tràn trên Facebook thể hiện tình cảm của người chị giờ sẽ không thể gửi trao cho người em xấu số được nữa trung úy nguyễn văn tùng là học viên k38 lớp phi công quân sự trường sĩ quan không quân anh tốt nghiệp tháng 12 năm 2013 sau đó tiếp tục theo học ngành phi công quân sự Trước đó lúc 7 giờ 40 ngày 18 tháng 10, máy bay trực thăng EC-130 số hiệu VN-8632 của Trung tâm huấn luyện Tổng công ty trực thăng Việt Nam, binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng, cất cánh tại sân bay Vũng Tàu để thực hiện bài huấn luyện. Đến 8 giờ 3 phút cùng ngày, máy bay này mất liên lạc. Vị trí mất liên lạc thể hiện trên tiêu đồ ở khu vực núi Dinh, thuộc địa bàn huyện Tân Thành và thành phố Bà Rịa. Ngay sau đó, các đơn vị chức năng đã vào cuộc tìm kiếm và xác định vị trí máy bay gặp nạn tại khe núi Ba Quang, nằm trong dãy núi Dinh thuộc địa phận xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành. Sau gần 2 ngày băng rừng, vượt địa hình hiểm trở, đến chiều ngày 19 tháng 10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xác máy bay gặp nạn và thi thể ba phi công. 15 giờ 30 chiều ngày 19 tháng 10, thi thể ba phi công được đưa xuống dưới chân núi Dinh, sau đó xe đưa ba chiến sĩ về thành phố Hồ Chí Minh. Về câu chuyện trực thăng rơi, chuyện ít biết về sự hy sinh của hai cha con phi công. Sáng ngày 18 tháng 10, phi công Dương Lê Minh tử nạn trong vụ tai nạn rơi máy bay xảy ra tại khu vực núi Dinh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Anh là người thứ hai trong gia đình hy sinh vì tai nạn máy bay. Trước đó, cha của anh là Thượng tá Dương Văn Thanh, phó trung đoàn không quân 910, cũng đã hy sinh khi huấn luyện bay cho học viên ngày 29 tháng 4 năm 2005. Theo nhiều đồng nghiệp, cả hai đều là những phi công cự phách của không quân Việt Nam. Đại tá Đoàn Văn Toàn, chính ủy sư đoàn không quân 916 chia sẻ, anh Dương Văn Thanh là phi công thế hệ đàn anh. Khi còn học tại trường Sĩ quan Không quân, chúng tôi được biết anh là một phi công mẫu mực trong cả sinh hoạt lẫn ngoài đời khi anh làm nhiệm vụ bay. Theo vị này, tháng 4 năm 2005, lúc nghe tin anh Thanh gặp nạn, rất nhiều người đã không thể tin được. Sau này mọi người trong nghề mới biết, hôm đó anh tham gia huấn luyện máy bay cánh bằng L-39, một máy bay quân sự loại nhỏ khi máy bay gặp sự cố kỹ thuật chết máy trên không, chỉ huy bay đã nhiều lần yêu cầu anh Thanh nhảy dù để đảm bảo tính mạng. Nhưng anh Thanh đã chấp nhận hy sinh, không nhảy dù mà ra lệnh cho học viên là phi công Đào Việt Hưng mở cửa buồng lái phụ nhảy ra thoát nạn. Đại tá Toàn nhớ lại, anh Thanh đã điều khiển máy làm động tác kỹ thuật bay lao ra biển, tránh đâm vào khu du lịch Vinpearl, lúc đó đang rất đông người vui chơi. Theo đại tá Toàn thì khi đội cứu hộ của trường sĩ quan không quân tìm thấy máy bay dưới đáy biển, phát hiện anh Thanh đã hy sinh trong tư thế ngồi trong buồng lái. Anh Thanh hy sinh bản thân để tránh những thiệt hại to lớn hơn về người và của cho đồng bào. Đại tá Toàn nói, hành động quả cảm của người phi công quê Yên Mô Ninh Bình đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang vào năm 2007. Khi người cha hy sinh, đại úy Dương Lê Minh đang là học viên của trường sĩ quan không quân. Lúc đó thì mẹ anh đã khuyên anh nên bỏ nghề binh nghiệp, nhưng nghĩ về người cha, nghĩ về tuổi thơ đã gắn bó với những chuyến bay từ nhỏ, anh mình đã quyết tâm nén đau thương để tốt nghiệp loại xuất sắc và cũng được giữ lại trường làm giáo viên huấn luyện bay như cha của mình. Trước chuyến bay định mệnh gặp nạn tại khu vực núi Dinh, sĩ quan Dương Lê Minh được đánh giá là một trong những giáo viên phi công có tay nghề cao, có gia đình truyền thống, bản lĩnh chính trị vững vàng, Ông Tòa nói, sự hy sinh của anh là một mất mát lớn đối với gia đình, quân đội và đặc biệt là lực lượng không quân Việt Nam vì đã mất đi một người sĩ quan anh dũng. Thăng quân Hàm cho ba phi công gặp nạn ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thiếu tướng Hà Tiến Dũng đã ký quyết định thăng quân Hàm từ đại úy lên thiếu tá cho phi công Dương Lê Minh, từ trung úy lên thượng úy cho hai phi công Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng. Sau 2 ngày tìm kiếm, chiều ngày 19 tháng 10, thi thể của đại úy Dương Lê Minh, sinh năm 1984, giáo viên cùng hai học viên là trung úy Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1991, quê Thanh Hóa và trung úy Đặng Đình Duy, sinh năm 1991, quê Thanh Liêm, Hà Nam đã được tìm thấy. Trước sự hy sinh này, Thiếu tướng Hà Tiến Dũng từ Lệnh binh đoàn 18 đã ký quyết định thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá cho phi công Sương Lê Minh, từ trung úy lên thượng úy cho hai phi công Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng. Cũng trong tối cùng ngày, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam xác nhận, lực lượng cứu hộ đã tìm được hộp đen của chiếc máy bay VN8623 tại hiện trường vụ tai nạn. Cũng theo ông, khi nào có kết quả điều tra chính thức, nguyên nhân của sự việc sẽ được công bố. Hiện thi thể các phi công đã được chuyển về Bệnh viện 175, thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho lễ khâm liệm và truy điệu sự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 10 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Như Infonet đã thông tin, vào sáng ngày 18 tháng 10, chiếc máy bay loại EC-130 mang số hiệu VN-8623 với ba phi công đã thực hiện chuyến bay huấn luyện tại không phận huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tuy nhiên, đến khoảng 8 giờ 30 phút, chiếc máy bay này bị mất liên lạc với trung tâm chỉ huy. Khi đó, máy bay đang ở khu vực núi Dinh, huyện Tân Thành, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến trưa ngày 19 tháng 10, lực lượng cứu hộ đã phát hiện máy bay và thi thể các phi công tại đỉnh Bao Quan thuộc núi Dinh. E